tất cả những set up mặc định của máy hình đã thỏa mãn gần hết mọi nhu cầu nhiếp ảnh của bạn, gần hết luôn. Xin chào các bạn. Tiếp tục chương trình, những cái tiếp nữa là tôi thích cái series này vì nó nói về những người bắt đầu chơi nhiếp ảnh newbie đặc biệt. Thì đây là kinh nghiệm của tôi, và tôi chụp hình rất là nhiều năm thì tôi thấy là mấy hình của tôi coi vậy chứ rất là đơn giản các bạn, cực kỳ đơn giản. Nhưng mà vì tôi hướng dẫn nhiếp ảnh cho nhiều người á, nên tôi có dịp xem họ set trên máy của họ khi họ mua về. Thì đây là cái lời khuyên đầu tiên của tôi khi các bạn chơi nhiếp ảnh bắt đầu, là bạn mua cái máy hình về, bạn cắm, bạn cho pin vô, cho thẻ nhớ vô, bạn bật lên, thì tôi bảo đảm với bạn, tôi bảo đảm luôn là gần như ít nhất phải hơn chắc thì 80% tất cả những set up mặc định của máy hình đã thỏa mãn gần hết mọi nhu cầu nhiếp ảnh của bạn, gần hết luôn, từ chế độ đo sáng tới chế độ lấy nét cho tới white balance, tất cả những thứ là gần như là thỏa mãn. Cho nên đó là mỗi lần bạn chỉnh một cái gì mà khác khỏi cái mặc định của nhà sản xuất á, là nó sẽ có một cái vấn đề là tại sao bạn làm đến chi vậy, mà phải hỏi mình. Thì tôi thấy là nhiều bạn sẽ rất là khác nhau, nhưng mà có một cái chung, tôi nghĩ chung là không biết vì lý do gì, không biết ai nói, không biết có cái âm mưu gì không thì cũng chẳng biết, là tự nhiên máy hình của bạn là có chế độ đo sáng rất là lạ, là spot metering. Spot metering rất là cụ thể trong một cái trường hợp đặc biệt nào đó, rất đặc biệt, cho nên là bạn chỉ nên áp dụng nó khi bạn rơi vô trường hợp đó. Nhưng mà có nhiều bạn set rất nhiều nha, không phải là nhiều mà là rất nhiều, set spot metering như là một mặc định vậy đó. Thì cái chuyện mà spot metering nó là thường thường nó rơi vào cái trường hợp là cái spot metering nó chỉ chiếm 3%, tôi nhớ tùy theo máy, tùy theo, nhưng mà đâu đó khoảng 3.84% gì đó diện tích của khung hình mà thôi, nó không phản ảnh hết nội dung exposure ánh sáng của cái hình đó. Cho nên á, và cái thứ nhì nữa, để được spot metering bạn phải lăn cái điểm lấy nét và điểm đo sáng nó tới cái chỗ mình cần phải đo, và cái quá trình mà bạn chuẩn bị bạn lăn đó, nó chậm cái thao tác chụp của bạn rất là nhiều. Cho nên những cái đó, những cái chuyện nó không phải là sai, nhưng mà nó sẽ dùng cho một trường hợp rất là cụ thể, và tôi sẽ hướng dẫn khi nào có dịp nói rõ tại sao cụ thể là khi nào. Còn cái chính ngày hôm nay tôi muốn nói á, là bạn mở máy hình của bạn ra đó, là mặc định chế độ đo sáng của bạn là toàn vùng. Tôi dùng cái chữ tiếng Việt toàn vùng rất là ok. Tôi phải dùng chữ tiếng Việt trong cái trường hợp này, bởi vì nguyên tắc chung là máy hình nó chia thành một cái ô vuông như thế này, xong rồi nó chia thành ô nhỏ, trong có những cái ô caro nhỏ. Thì máy hình khi mà bạn chỉ vào cái nơi mình muốn chụp á, thì những cái ô vuông nhỏ đánh giá từng giá trị cho từng cái ô vuông đó, nó làm bài toán trung bình về độ sáng tối tương phản, sau đó nó sẽ so với trung bình xám, và nó cho mình một cái chế độ đo exposure thích hợp tùy theo bản xét cái gì. Cho nên nó là rất là an toàn. Còn những chế độ cho nên là máy hình tôi luôn luôn là đo sáng theo kiểu đó, tôi để toàn vùng và tôi cho máy hình làm việc như vậy. Rồi có hai chế độ nữa là center wave và tôi trở lại cái chuyện đặt tên. Tôi đang xài máy Canon, cho nên họ đặt cái tên là Evaluative. Rồi hình như tôi nhớ là tùy theo hãng, họ sẽ đặt là Montage Zone, đặt cái gì đó không biết. Nói chung là mình chơi nhiếp ảnh, mình nắm cái đại cương, cái đó chỉ là ngôn từ thôi. Thì toàn vùng nghĩa rằng là đi từng ô vuông nhỏ. Sau máy hình của bạn tôi bảo đã mua về nó sẽ toàn vùng, tùy theo bạn xài máy gì, nhưng mà cái thuật ngữ thì mỗi hãng mỗi khác. Rồi bây giờ tại sao chúng ta có nên xài partial hay là center wave? Tôi đang dùng ngôn từ của kỹ thuật của Canon. Có nghĩa đại khái là thay vì toàn vùng thì bạn ưu tiên trung tâm nhiều hơn. Thì một trong hai cái center wave với lại partial, một cái là cũng đo sáng toàn vùng, nhưng mà những ô vuông giá trị ở trung tâm được cho giá trị nhiều hơn ngoài biên. Và một cái nữa là không cần biết ngoài biên là cái gì, cái trung tâm là được rồi. Cho nên nó nghĩ cái đó không quá quan trọng. Cho nên là tôi nghĩ rằng là máy hình của tôi set là toàn vùng. Thì bây giờ ở đây có cái nút mà tôi set, thì bạn sẽ thấy là tôi set rất là đơn giản, là khi tôi chụp có những, tại vì khi chụp hình tùy theo thể loại, tùy theo cái hoàn cảnh ánh sáng mà tôi quyết định. Thì nếu mà tôi chụp tự động á,
thì tôi lăn qua chế độ tự động, mà vì tôi chụp trong tự động nó có là AV, TV và ưu tiên khẩu, ưu tiên tốc và ưu tiên cái là chụp cả khẩu tốc, máy lựa ISO mà tôi ít chụp đó. Thì vì tôi chụp chân dung con chụp người nhiều cho nên máy hình tôi rất là đơn giản là khi để qua AV là tôi ưu tiên cho khẩu độ, và khi là AV rồi, khi là ưu tiên khẩu rồi thì tự nhiên máy hình mình nó sẽ đo sáng toàn vùng, đúng nghĩa vậy thôi, và tôi vặn qua manual là xong. Và đây là cái setting tôi đã dùng hơn 20 năm rồi và tôi không có vấn đề gì hết, hình tôi lúc nào cũng chính xác về ánh sáng hết, tôi rất là hài lòng nên không có lý do gì mà. Thì tôi đi chơi tôi hay thấy mấy bạn newbie rất là bận tâm chuyện này và thậm chí là làm cho cái cuộc vui nó chậm lại, bởi vì các bạn đang chụp, các bạn cứ cả ngày cứ đo sáng liên tục, đo sáng từng tấm một á, rồi các bạn kiểm tra trong khi đó cái chủ đề đang trước mặt mình đang cần chụp, bạn không chịu chụp, bạn quá là bận tâm chuyện này. Số chuyện này bạn phải giữ trong vòng một tích tắc, không quá lâu, rồi bạn lo cái chuyện trước mắt của mình. Thì đây chỉ là cái đầu tiên tôi giới thiệu sơ, đo sáng nó còn nữa, nhưng mà hiện giờ tạm thời là tôi chỉ chia sẻ cái phần là bạn nên chọn chiếc đo sáng nào, nó lại toàn vùng, trung tâm hay là spot metering. Spot metering đừng dùng, okay? Khi bạn không gặp trường hợp cụ thể đừng dùng. Máy hình bạn tốt nhất là nên xài đa điểm, giải quyết nhiều vấn đề cho mình, nhiều thôi nha, nhưng mà tất cả thì khi nào chụp manual thì tôi sẽ nói sau. Nói chung là phần chọn chế độ sáng như vậy hôm nay là xong. Xin gặp bạn chương trình trong cái trip kế tiếp. Cảm ơn các bạn.